Chúng ta đã quá quen thuộc với kiểu thiết kế màn hình không viền Infinity Edge Display, những phong cách thiết kế màn hình sexy đến từ Dell XPS. Thế nhưng, chúng lại có những mức giá quá cao, lên tới 40-50 triệu đồng. Vậy thì hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy cũng với phong cách thiết kế như vậy, với phong cách thiết kế màn hình sexy, nhưng nó lại chỉ có giá là 16 triệu đồng. Và trên bàn của mình đang có ngày hôm nay đang là chiếc Asus UX410. Điều tạo nên sự đặc biệt cho chiếc máy tính này không phải là đến từ cấu hình, mà nó đến từ chất lượng hoàn thiện và mức giá chỉ là 16 triệu đồng. Với một mức giá tầm trung, nó thấp hơn rất nhiều so với những chiếc Dell XPS. Thế nhưng ở đầu video mình đã đưa ra một sự so sánh. Vậy chúng ta hãy cùng xem chiếc laptop này có đặc điểm gì nổi bật. Đến với thiết kế thì UX410 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế của dòng Zen. Phần nắp lưng được làm hoàn thiện phay xước bằng các đường tròn đồng tâm cực kỳ là đẹp. Xung quanh máy được Asus vắt cong giúp chúng ta có cảm giác mỏng hơn khi độ dày thực tế của máy là 18,9mm. Phía sau máy có một phần bản lề kéo dài, chất lượng bản lề này là rất tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể lật màn hình lên bằng một tay mà vẫn đảm bảo được sự chắc chắn. Tuy nhiên phần bản lề này có một điểm trừ, đó là góc mở của màn hình nó lại không được lớn như mình mong muốn. Asus UX410 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cơ bản. Cạnh phải sẽ có hai cổng USB 3.0 và một khe thẻ nhớ. Cạnh trái sẽ có một USB 3.0, HDMI, jack tai nghe và một cổng USB-C. Khá đáng tiếc một điều là khi UX410 có cổng USB-C nhưng lại không phải là Thunderbolt 3 mà là công nghệ USB 3.1, tốc độ truyền dữ liệu gấp 2 lần USB 3.0. Bàn phím trên UX410 có chất lượng tốt, cảm giác nhấn phím chắc, nó ít bị flick khi nhấn do được đặt trên một bộ khung máy rất là tốt. Hành trình phím sâu, mình đánh giá chất lượng bàn phím trên UX410 là khá ổn. Bàn phím trên máy còn được trang bị đèn nền backlit, điểm không thể thiếu trên chiếc laptop doanh nhân sang trọng. Và trên UX410 có tính năng mà rất ít laptop khác trên thị trường có được, đó là khả năng tự động chỉnh độ sáng màn hình và bàn phím dựa trên ánh sáng môi trường xung quanh. Touchpad của UX410 có kích thước lớn và được phủ một lớp kính mờ cho cảm giác sờ rất đã tay. Touchpad này còn hỗ trợ các thao tác đa điểm giúp chúng ta sử dụng Windows 10 một cách dễ dàng hơn. Màn hình của Asus UX410 được sản xuất bởi Innolux, có độ phân giải Full HD trên kích thước là 14 inch và sử dụng công nghệ tấm nền IPS. Viền màn hình của máy là cực kỳ mỏng, nếu như đem so sánh với Dell XPS thì nó không hề thua kém nhiều. Chỉ với mức giá là 16 triệu thì Asus đã làm một điều rất là tuyệt vời trên màn hình của UX410. Màu sắc trên máy được thể hiện cực kỳ là tốt, giải màu rộng lên đến 95% sRGB và 73% Adobe RGB được mình đo bằng thiết bị SPA 5 Elite. Nó thấp hơn một chút so với công bố từ hãng sản xuất lần lượt là 100% và 74%. Độ sáng ở mức trung bình là 260 nits. Hình ảnh được thể hiện cực kỳ là mịn màng, dịu mắt, gam màu trung tính dễ chịu khi sử dụng. Màn hình còn được sử dụng công nghệ chống chói, thế nên các bạn hoàn toàn có thể thoải mái sử dụng trong các môi trường ánh sáng phức tạp. Màn hình trên Asus UX410 mình đánh giá là khó có một chiếc máy chính hãng nào dưới 25 triệu hiện nay có được. Đi kèm với một màn hình xuất sắc thì hệ thống loa đến từ thương hiệu danh tiếng Harman Kardon trên Asus UX410 cũng tốt không kém. Chúng ta sẽ có hai loa stereo của Harman Kardon được đặt phía trước máy, được thiết kế để âm hướng xuống mặt bàn và bật ngược lên hướng tới người dùng. Tuy nhiên, âm lượng lại không quá lớn, nhưng độ chi tiết âm lại tốt. Tất cả các giải âm đều được phân tách một cách rõ ràng. Nó không bị ù những dòng laptop gaming hay là các giải âm nó không bị cuốn vào nhau những các laptop đối thủ cùng phân khúc. Phân khúc khách hàng mà Asus UX410 bản mình đang có hướng đến là dân văn phòng nên cấu hình được trang bị chỉ dừng lại ở mức là đủ dùng và không được trang bị cả đồ họa rời. Với CPU Core i5-7200U Kabilex mới nhất, dung lượng là RAM 8GB, chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục mọi ứng dụng văn phòng một cách là nhẹ nhàng và giải trí bằng các đoạn video 4K 60fps. Mặc dù game không phải là thế mạnh của Asus UX410, nhưng mình vẫn sẽ trải nghiệm qua cho các bạn xem sức mạnh của cả đồ họa tích hợp HD 620 như nào. Đầu tiên sẽ là Dota 2 với cấu hình 2 setting và độ phân giải là HD. Mức khung hình sẽ luôn trên 30, khá là mượt mà. Tiếp theo sẽ là CSGO, cấu hình medium và độ phân giải là HD. Chúng ta sẽ có được một khoảng FPS cực tốt đối với các tựa game góc nhìn thứ nhất là từ 70 đến 100fps. Có vẻ như là Intel đang ngày càng hoàn thiện dòng card đồ họa tích hợp của mình. Tuy sức mạnh này chưa thể sánh được với card tích hợp của AMD, nhưng để đánh đổi lấy mức tiêu thụ năng lượng và hiệu năng cân bằng thì Intel đang làm rất là xuất sắc. Trong quá trình mình chơi game trên máy thì nhiệt độ tỏa ra là không nhiều, mình gần như là không cảm nhận được nếu như không muốn soi quá kỹ. Điểm trừ lớn nhất và cũng là duy nhất trên UX410 đối với mình là việc Asus chỉ trang bị cho U410 ổ cứng là HDD cho tốc độ là 5400. Nó hoàn toàn không xứng tầm với một chiếc máy tốt như UX410.
và họ có thể thay thế ổ HDD 500GB bằng một ổ SSD 128GB mà mức giá lại không bị đội lên quá nhiều. Đổi lại thì hiệu năng lại tăng lên một cách đáng kể. Tuy nhiên thì việc nâng cấp lên một ổ SSD nữa sau khi mua máy này về cũng rất là đơn giản. Cụ thể thì mình sẽ tháo máy ra để xem nội thất bên trong bo mạch. Nội thất bên trong Asus UX410 hoàn toàn là mình bất ngờ khi nó được sắp xếp một cách rất là hợp lý và có tính thẩm mỹ cao. CPU được hàn chết trên main, khả năng nâng cấp của UX410 nằm ở RAM và ổ cứng. Chúng ta sẽ có một khe RAM trống, do vậy thì dung lượng RAM tối đa của máy có thể lắp lên tới là 16GB và một khe M.2 SATA 2280 trống rất cần thiết khi mà ổ cứng mình đã nói ở trên chỉ là 5400 vòng trên phút. Kèm theo đó về phần mềm thì UX410 được phân phối ở Việt Nam có kèm theo Windows 10 bản quyền. Tổng kết lại thì đây là một laptop mà Asus đưa ra để làm hài lòng những người làm văn phòng hay là những doanh nhân khi mà họ chỉ cần một thiết kế mỏng này, nhẹ, một sự tinh tế cực kỳ cao và hơn hết đó chính là sự thoải mái trong quá trình sử dụng. Nói chung là mình hoàn toàn hài lòng về Asus UX410, chỉ có duy nhất một điểm trừ là tốc độ ổ cứng của máy không được cao, tuy nhiên chúng ta vẫn rất dễ dàng để có thể khắc phục. Vậy thì ý kiến của bạn như thế nào về chiếc máy Asus UX410 này? Hãy comment phía bên dưới nhé. Và mình xin cảm ơn Asus Việt Nam và chị Tammy xinh đẹp đã cho mình mượn máy để thực hiện bài review đánh giá. Cảm ơn các bạn chú ý theo dõi, và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe channel để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.